chúng tôi lại tiếp tục thách thức Ranger bằng một loạt các thử nghiệm mới khắc nghiệt hơn nhiều những lần thử nghiệm trước để chứng minh rằng Ranger đơn giản là chiếc xe bền bỉ và thông minh. Đó chính là Build for Top. Off-road và leo dốc, Ranger bất chấp mọi thử thách, sẵn sàng chinh phục những địa hình hỗn hợp, kể cả những con dốc 45 độ đầy hiểm nguy. Leo lên một con dốc với khối gỗ nặng 2.000 kg móc vào đầu xe không phải là bài thử nghiệm mà mọi chiếc xe bán tải có thể làm được. Lại còn đi lùi nữa, chỉ có Ranger mới có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc khi cài số lùi, giúp chiếc xe không bị trôi xuống khi bắt đầu chuyển bánh. Khóa vi sai cầu sau điện sẽ phân bổ lực đồng đều 50-50 giữa hai bánh xe, khiến cả hai bánh cùng chịu tải. Điều đó có nghĩa là loại bỏ nguy cơ một bánh bị quay tít vô hiệu, đồng thời duy trì sức kéo tốt hơn. Ranger đạt được độ bám tối đa bằng cách khóa vi sai bánh sau và truyền lực đều tới cả hai bánh. Đây là lúc kịch tính nhất, tăng độ dốc. Thách thức con dốc dựng đứng, độ dốc lên tới 45 độ trong khi xe tải nặng tối đa. Tỷ số truyền ở số 1 của Ranger cực thấp tới 4.17/1, giúp chiếc xe đạt lực kéo tốt hơn khi leo dốc hoặc khi kéo móc ở tốc độ thấp. Nhưng để xe có thể di chuyển trên dốc đứng, không phải chỉ có sức bền mà cần cả một thiết kế thông minh. Hệ thống bơm dầu của Ranger được thiết kế đặc biệt để có thể dẫn dầu bôi trơn rất đồng đều và hiệu quả. Điều đó có nghĩa là ngay cả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt và tải nặng này thì áp suất dầu bôi trơn vẫn đảm bảo. Dù trên địa hình bùn lầy hay đồi núi, Ranger luôn thể hiện khả năng vận hành mạnh mẽ. Đó chính là Build for Tough.